giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Rợn người khi Cẩm Ly tiết lộ những dòng chữ cuối cùng Minh Thuận viết trước lúc ra đi. Mới đây tại một chương trình âm nhạc giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ cùng công chúng cũng như báo giới những kỷ niệm giữa mình và cố nghệ sĩ Minh Thuận. Tính đến nay đã 27 năm tôi và Minh Thuận làm nghề rồi. Cả tôi và Minh Thuận đều bước ra từ một cuộc thi của nhà hát Hòa Bình. Ngay sau đó, nhà hát đã ghép cặp tôi, Minh Tuyết, Minh Thuận và Nhật Hào làm bộ tứ đi hát. Anh em chúng tôi có nhiều kỷ niệm như chở nhau đi hát, ở cùng chỗ với nhau, nằm cùng nhau nói chuyện. Anh em tôi chơi với nhau vui lắm. Hồi đó tôi không mũm mĩm như Minh Tuyết nên anh Thuận không cặp với tôi. Anh ấy cặp với Minh Tuyết để san sẻ bớt cân nặng, còn tôi cặp với anh Nhật Hào. Chúng tôi hay gọi anh Nhật Hào là bánh bèo vì cái mặt tròn và nhiều thịt đẩy đà y như bánh bèo. Nhiều lúc tôi bảo anh là em chỉ cần bôi tí mỡ hành đậu xanh lên mặt anh là thành cái bánh bèo. Sau này tôi còn gọi anh Nhật Hào là bé Hào. Tôi và anh Minh Thuận có hợp tác chung một số ca khúc với nhau. Anh Minh Thuận có chất giọng rất ấm áp, tình cảm, nên tôi thường mời anh ấy đọc lời thoại trong ca khúc của tôi. Chính anh Minh Thuận đã trao cho tôi cơ hội được hóa thân vào nhân vật Lan trong vở cải lương Lan và Điệp. Đây là nhân vật tôi rất mê, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện được hát nó. Tôi nhớ năm 2006, tôi được anh Thuận mời hát Lan và Điệp. Ban đầu tôi tưởng anh ấy nói chơi thôi, vì đây là tuồng kinh điển, làm sao mà tôi dám hát. Sau đó anh ấy hỏi lại tôi lần nữa và nói là anh làm thật. Tôi vội từ chối với lý do đang mang bầu. Tôi tưởng anh Minh Thuận bỏ rồi, nhưng chỉ 2 ngày sau khi tôi sinh xong, anh lại mở lời tiếp. Thế là tôi đồng ý và hai anh em cùng nhau sống chết với Lan và Điệp. Tôi thường bảo anh Minh Thuận rằng anh có một cái khiến tôi rất ghét, đó là xịt nước hoa quá nồng. Mỗi lần anh ấy chở tôi đi hát là mùi nồng nặc lên. Anh Thuận rất mê nước hoa, ai đến nhà anh ấy sẽ thấy nước hoa xếp đầy trên kệ. Bất cứ đi đâu anh ấy đều xịt nước hoa nhiều như tắm. Tôi còn nhớ những ngày cuối đời, anh Minh Thuận rất yếu và phải nằm viện. Phương Thành có báo cho tôi, nhưng bệnh viện không cho vào. Tuy nhiên có một bác sĩ trong bệnh viện biết được chuyện, nên đồng ý cho tôi vào gặp anh Minh Thuận. Lúc bước vào, tôi thấy anh Minh Thuận nằm trên giường và buồn lắm. Người nhà anh có dặn không nên nói gì buồn khiến anh khóc, nên tôi phải cố gắng vui vẻ. Lúc đó, anh Minh Thuận đã yếu lắm rồi. Tôi không biết có nhận ra tôi là ai không nên mới hỏi, anh có biết ai đây không? Anh Minh Thuận không nói được nữa, chỉ lấy tay viết ngoạch ngoạc lên tờ giấy, nhưng cũng rất khó đọc, phải nhờ y tá đọc hộ. Trong chữ cuối cùng anh ấy viết cho tôi lúc ấy là, Lan, có chết Điệp cũng nhận ra. Tôi rùng mình và nhớ mãi dòng chữ ấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.